Đấu giá sáng ngày 30 tháng 8 năm 2024 tại Ủy ban Nhân dân phường Đằng Nâm đã diễn ra phiên đấu giá 34 nền đất có hạ tầng tại thửa số 79 và 80 tờ bản đồ số 18 tại phường Đằng Nâm, quận Hải An của thành phố Hải Phòng. Theo quan sát của biên thì có khoảng 150 người tham dự tại hội trường của phiên đấu giá. Trung bình thì có từ 12 cho đến 20 hồ sơ tham gia đấu trên một nền. Kết quả thì đã đấu trúng cả 34 trên 34 nền. Giá trúng thì dao động cao nhất là ô số 02 với giá 61,3 triệu trên 1 mét vuông và giá trúng thấp nhất cho ô 25 là 35 triệu trên 1 mét vuông. Ngưỡng giá trúng trung bình là từ 55 cho đến 57 triệu trên 1 mét vuông. Sau khi có kết quả đấu giá thì có nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng giá đã cao, người thì nói khu vực này quỹ đất còn ít trong khi nhu cầu sử dụng của dân cao vì là đông dân cư. Diện tích chia ô ở đây thì phù hợp, mặt tiền rộng và ở giữa thì có khu công viên nên là rất thông thoáng. Tóm lại là hạ tầng tốt. Thực tế thì ngay sau phiên đấu giá đã có các giao dịch mua đi bán lại được diễn ra. Thời gian vào tiền hết cho khu đấu giá này là những 3 tháng kể từ ngày có quyết định và thông báo nộp tiền nên là khá dài. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát thị trường thực tế diễn ra như thế nào. Quý anh chị có thể để lại những ý kiến và quan điểm cá nhân của mình ở phía dưới. Trần Biên, Bất Động Sản Hải Phòng.